em làm gì em hối hoài vậy? Em làm cái chuyện nhỏ không mà em hối anh hoài à? Mà nó nặng thiệt chứ không phải. Nặng nặng ráng xíu đi em. Anh lo chuyện lớn mà. Trời ơi, tôi lo ba cái chuyện lớn mà lo mới hối hoài. Em làm gì hối hoài vậy? Nặng quá. Anh làm gì từ sáng giờ vậy? Thấy anh sáng giờ anh cắm bông đẹp không? Anh đi dựng học 2 năm mới cắm được vậy á. Đẹp không em? Trời đất ơi, sáng giờ đó hả anh? Ờ. Kỳ rõ ràng một bó 12 cái nha. Ờ. Sao còn có một cái à? Thì anh tỉa tới tỉa luôn dính luôn áo anh nè. À, bông hương nè. Nhưng mà em đừng khi dễ nha. Anh cắm cái bông này có tên đàng hoàng á. Tên gì vậy anh? The Last Samurai. Cành hoa cuối cùng. Đẹp không em? Tom Cruise đây phải không? Tom Cruise á. Đây các bạn. Đây đẹp không em? Đẹp không? Đó, chưa đẹp không? Cũng đẹp đó, nhưng mà em nghĩ này đi anh ơi. Chỗ này, bên này đẹp đấy. Bên này hả? Bên này. Ánh nắng chiều nó chiếu vô nè. Không được, bên này ấm cúng hơn. À. Bên này sẽ ấm cúng hơn. Không. Hả? Bỏ đây, bỏ đây. Nhưng mình bông để đất em. Anh bỏ xuống. Đẹp không? Đẹp. Gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, đúng không? Để em lộn. Sao vậy? Này nó phải bông sen đâu, gần bùng mà vẫn hôi tanh mùi bùng. Vậy thì anh cầm lên. Ờ, để đâu em, để đâu? À, đây đẹp quá nè. Chỗ này là em nghĩ. Anh bỏ xuống. Trời, quá bà, đẹp. Bà này có dư tôi chết liền á. Đầu tiên mình để đây, bé không chịu, bà đi vòng vòng hồi cũng để chứ cũ à. Giờ nói sao? Bây giờ để mất thì giờ lắm. Anh nói nghe. Hôm nay bà sắp sửa lên cửa mắt hai vợ chồng mình rồi. Ha. Anh nói nghe, bây giờ hồi hộp quá, bây giờ mình phải chuẩn bị tối nay đãi bà ăn gì đi. Ba ăn cái gì hả? À. Theo anh thấy á, bà khoái ăn cá lắm. Tối nay mình đãi sushi đi. Cũng được đó nha, cá tốt, nó ăn cá tốt, không có bị mập. Nhưng mà em chuẩn bị rồi. Anh chuẩn bị gì nữa? Bò. Thôi. Bà anh ghét bò lắm. Bò cho sang đi anh. Không nói. Phải, tại hồi nhỏ ba anh bị bò đá. Bà hãy mà nhắc chứ bò ba anh sợ à. Bảo đảm con bò này em lựa không phải con bò đá ổng. Bò gì? Bè sang à nha, bò cô bê sang. Thôi kêu gì ba anh nghe bò, ba anh ghét liền à. Thôi, cá đi. Bò đi anh. Thôi ơi, cá đi. Anh nói bò. Thôi anh nói cá đi. Bò đi, chuẩn bị bò. Ôi, rồi. Cá đi em. Bò. Cá đi. Bò. Cá đi. Bò. Thấy chưa rõ ràng không? Anh chịu rồi nha, bò nha. Bò đó nha. Đúng là mình ngu với bò. Anh chửi em là ngu như bò hả? Phải, anh lộn. Anh chửi anh ngu như bò. Tại anh ngu như bò mới lấy em. Hả? Rõ ràng nha. Chưa cưới chưa hỏi gì mà đã như vậy rồi. Thôi anh giỡn mà. Tôi giỡn rồi. Thôi đừng giỡn. Thôi dẹp. Bây giờ anh đón ba anh một mình nữa nha. Khỏi cưới, khỏi hỏi gì luôn. Anh đi vậy á. Dẹp được ba người của anh. Dẹp. Không. Dẹp. Ông già lên cô bắt nó tự nhiên rồi bỏ đi rồi làm sao mà có. Minh, khỏe mày. Sơn. Ừ. Lâu quá không gặp. Ừ. Chào. Hôm nay qua trước nhất là thăm mày. À. Thứ hai giới thiệu mày biết là đây là Thụy, vợ sắp cưới của tao. Hả? Dạ. Chào anh. À, chào anh. Để em chào anh. À. Dạ chào. À, chào. Bắt tay chỉ mà làm vậy? Tao biết rồi, mang về chắc ăn hơn. Mày nguy hiểm lắm. Cái gì vậy? Qua Sơn. Cái gì? Sao tao thấy vợ sắp cưới mày quen quá. Quen không? Hỏi có chị em nào tên Đào không? Không, con một mà. Con một hả chị? Ừ, con một. Trời ơi, may quá. À. Trời ơi, bà này mà có bà chị tên Đào bà dữ lắm. Sao vậy? Hồi đó tao quen ghệ giống người này nè. À. Tao sợ quá tao chạy rồi. Hồng Đào đó phải không? À. À, ghệ dữ lắm, ghệ đẹp phải. Này Thủy mà. Dạ. Anh Sơn. Gì đó cưng. Em quên rồi. Quên gì hả? Hôm nay là ngày đi lấy áo cưới của mình, tại tụi mình sắp đám cưới rồi đó. Mà em quên lấy áo cưới rồi, bây giờ phải làm sao? Trời ơi, dễ thương, dễ sợ. Nháo, thương bao nhiêu đó. Nhưng mà tại sao nãy đi ngang cái tiệm lấy đồ cưới không chịu ghé vô? Bây giờ mới ghé thăm Minh, cái giờ có đi cái kỳ hôn. Bởi vậy em mới nói là em vên. Ôi ôi nha. Hay là vô giày đi sao? Anh ở lại chơi với bạn, chơi với anh Minh đi. À. Rồi em đi lấy áo cưới một mình nha. Lấy áo cưới một mình hả? Ừ. Em lấy áo cưới... Không được đâu. Sao vậy? Trời ơi, cha thử mai nó chạy dê dữ lắm á. Sao dê? Bữa đó lợi đo cái áo cưới, chả đo em sao đứt mẹ cái thước dây luôn à. Tại ông run quá à, chứ giờ phải tới giờ lấy áo cưới rồi em hẹn rồi, ông này em khó chịu lắm. Thôi vậy hả? Ừ. À, nói thôi chị, em đi lấy áo cưới về liền nha. Em lấy về liền nhanh nha. 3 phút. Thôi 3 phút đi, từ đây ra đây là hết 3 phút rồi. Vậy nhiêu? 5 phút rưỡi. 5 phút rưỡi nha. Về liền nha. Em đi nha. Ê khoan nè, lấy cái chìa khóa xe của anh nè. Mercedes đời 92 á. 92 gì nổ quá à. Đời 84 thì có. Thôi miễn có xe đi được rồi. Em đi nha. Đi ha. Chào anh Minh, em đi nha. Dạ. Em đi nha. Nè. Hả? Nó đi cái đi liền nha hả? Đi thôi trễ, anh cho có 5 phút rưỡi mà. Trời ơi, vợ chồng sắp cưới nhau rồi, không rời nhau bước nữa. Nó đi cái đi liền à. Chứ muốn gì? Hung cái. Nó không muốn được đâu. Trời
kỳ lắm á, nhà anh Minh anh thấy kỳ cái mồ à. Gì kỳ? Trời ơi, tôi hôn vợ tôi mà hôn vợ đó sao kỳ? Ê Minh, mày quay mặt chỗ khác mày, tao hôn vợ tao mấy coi. Thôi nãy nha. Ôi kỳ lắm, anh mặt gì kỳ? Quýnh ra trời. Thôi kỳ cục. Trời ơi, không biết ai làm sao nghe, tôi mà tôi hung vợ tôi có nó đà. Trời ơi, nó hung thiệt trời. Sao mặt mày kỳ Minh? Hung thiệt nha. Tôi thấy vợ chồng anh hạnh phúc tôi buồn ghê. Trời. Ê, mày thấy vợ chồng anh hạnh phúc mày mừng chứ tại sao mày buồn nghe Minh? Không phải, có nghe nè. Sao? Số là gì? À. Anh biết Diễm không? Diễm hả? Ờ. Diễm mini phải không? Không phải, Diễm mignon. À, mignon. Vợ sắp cưới tôi đó. Biết rồi. Mà hôm nay tôi nói ông già tôi ông đòi qua con mắt vợ sắp cưới của tôi. Biết rồi. Rồi qua tự nhiên mày giận bỏ đi rồi bây giờ tôi không biết lấy làm sao mà cho ông con mắt này nữa. Trời ơi, thì cãi lộn nhau giận bỏ đi thì ấy có gì ra chạy ra năn nỉ về thôi, làm gì đâu. Vậy. Mặc về đi năn nỉ con gái hả? Chính xin sao? Lỗi nha. Nam nhi đại trượng phu không bao giờ đi năn nỉ con gái. Trời, ngon quá ha. Thì ấy giờ thôi, ông năn nỉ một lát nữa, ông già mày qua mày nói thiệt với ông già mày đi. Nói thiệt mày gây lộn mày giận một lát nó về gì đâu. Đâu dám đâu. Sao vậy? Ông xạo với ông bao nhiêu lần rồi, hôm nay ông bắt phải coi mắt vợ thiệt, ông mới không giận tôi. Bữa nay là à, nhưng mà ai ăn ở như mày vậy trời ơi, tôi nói nè, nè thấy không? Cha mẹ mình á là giống như tôi vậy nè. Nè, đối với cha mẹ mình phải hiếu thảo, thấy không? Đối với vợ con mình phải chung thủy. Còn đối với bạn bè là mình phải xử tốt chứ ai mà gạt cha mẹ hoài vậy? Anh thấy không? Tôi vậy nè, người ta mới kêu tôi là người bạn tốt. Anh Sơn, đúng rồi. Anh là người bạn tốt không? Đúng rồi. Rồi, đối xử bạn bè tốt không? Cần gì giúp đó. Bây giờ tôi nhờ anh một chuyện gì được không? Không, ngoài tầm tay là giúp đỡ liền. Không, cái chuyện này trong tầm tay của anh. Trong tầm tay luôn à. Nói, giúp liền. Cho tôi mượn vợ được không? Ê, ê. Trời ơi, không phải. Không phải đâu, tôi không nói rõ ràng. Ý tôi nói là cho mượn vợ đỡ á, để ông già lên câu mắt. À. Xong xuôi rồi tôi trả chứ về cho anh. À. Bảo đảm không sức mẻ miếng nào. Ây da. Trời ơi, vợ tôi mà chả làm như chén dĩa kiểu vậy đó. Mượn xong rồi trả lời không sức mẻ miếng nào. Không có đụng chạm gì hết, bảo đảm. Không, nhưng mà anh nói là ông già anh lên đây thì có đi về phải không? Mà tôi đặt trường hợp nè, tối nay nè, ông già anh lên đây xong xuôi rồi tối nay ông già không về. Ông ngủ đây nè, rồi sao? Ăn sao? Ngủ sao? À. Dễ quá. Sao? Nhà tôi có cái phòng à. À. Không mấy đâu, nếu mà ông già tôi lên á. Đúng rồi. Ở lại đó ha. À. Thì tối đó, à, ông già tôi ngủ ngoài số phá. À. Tôi với vợ anh ngủ trong phòng tối. Lộn. Tôi cũng ngoài số phá. À. À, là ba tôi với vợ anh ngủ phòng tối. À, trời ơi, tôi cũng chết tôi được. Quên. Rung quá tôi quên. Có nghĩa là vợ ngủ phòng tôi. À. Tôi với ba tôi ngủ ngoài sofa. À. Đó, vậy đó. Ê, nhưng mà tối lửa tắt đèn rồi chuyện gì xảy ra ai biết được. À. À. Ê, sao? Sơn. Bộ anh không tin tôi hả? Không, anh thì tôi tin anh rồi đó. Nhưng mà ông già anh sao? Cái này tôi cũng nghi ngờ. Làm dễ vậy. Ba tôi có máu. Không, nhưng mà tôi nói anh nghe nè, chuyện gì tôi giúp anh cũng được hết trơn á. Nhưng mà riêng cái chuyện này tôi nói là dứt khoát đừng đụng tới. Thôi Sơn, ráng giúp tôi bạn bè không mà. Không có giúp được cái bạn bè với nhau hồi trời xưa. Trời ơi, tôi ghen lắm, không có được. Ghen cái gì, ghét bạn bè hồi xưa hai đứa mình sao? Không, tôi nói là không có được là không có được. Dứt khoát không có được là không có được. Thôi ráng giúp. Ơi, ôi tôi tin về. Trời ơi, dễ thương quá. Sao nói đi 5 phút rưỡi mà 7 phút rưỡi mới về. Tại vì tôi mai làm sao? Chá đo lâu ơi là lâu luôn à. Chá đo nữa hả? Chá đo nữa. Ơi, tại sao đo nữa? Tại vì cái áo trước hư nên là phải đo nữa. Mà chả không có thước dây cho đo bằng tay. Trời ơi, chá đo bằng tay là đo làm sao? Thì mới đầu chá đo vòng ngực á. À. Chá lấy cái tay chứ cái đo giày. Chá khỏi lại ốc luôn á. Trời ơi, tôi chưa dám đo mà chả đo trời ơi. Xong rồi chá đo vòng eo. À. Chá đo giày chá thọt ngón tay cái cho quái nhỉ. Trời ơi, chắc tụi lên giết con giả quá trời ơi. Trời tại sao đấy cho đo vậy? Thì đo chứ sao, giờ phải tại sắp cưới rồi mà còn vậy. Tôi bực mình gì cho nữa? Em tiền đi. Tiền gì? Cho em tiền trả tiền taxi. Tại sao trả tiền taxi? Xe em đâu? Xe anh nó vừa mới chạy ra hư mất tiêu là em phải đón taxi em đi. Giờ đưa em tiền đi, ra trả taxi cho người ta. Rồi tiền đâu, em không chịu đem theo em trả đi. Tự nhiên kêu anh lấy tiền. Em vừa nó quên cái bóp ở nhà rồi. Trời ơi, ta nói rồi, đàn bà con gái ra ngoài là phải có tiền. Người ta để 5-70 ngàn ở trong tủ đó không chịu lấy xài. Nó đem ra ngoài là phải để ít nhất là phải 10 ngàn đồng á, gen xài mới được. Taxi tới kìa. Từ từ đi, ta kiếm coi. Đưa đi lẹ lên. Tôi nói
đi ra ngoài phải đem tiền theo. Đi ạ, lẹ lên taxi. Nè, lấy đỡ đi. Không, có rồi. Được rồi, từ từ. Lấy đỡ đi. Thì anh Minh đưa lấy đại cho rồi đi. Không có, phải lấy chứ sao. Nè, đây. Ê, nhưng mà thôi không được đâu. Mấy anh cha taxi thì cũng nguy hiểm lắm. Để em trả tiền taxi cho. À, em ra ngoài là mấy ngày nó dê em á. Có rồi anh. Tôi nói chi nghe. Hả? Trời ơi, tôi quên vụ này đó. Con cha này nguy hiểm hơn taxi nữa nè. Trời ơi. Tôi nói rồi nghe. Ê, tôi trả tiền taxi tôi vô liền nghe. Ờ. Cái vụ cho mượn tiền này là khác cái vụ này nghe. Biết rồi. Đừng có lợi dụng vụ này mà làm cái vụ này nghe. Nghe quá. Tôi vô liền á, đứng đâu đứng đó. Anh kỳ cục. Cẩn thận ngàn này nguy hiểm lắm á. Đứng nguyên rồi nha. Cái thằng ghét tầm mấy tầm ba mà. Tôi nói. Cái gì anh? Đứng đây cho bảo đảm. Tôi nói thiệt cái chị. Tôi có chuyện này tôi khổ tâm quá chị. Chuyện gì mà thấy anh buồn quá vậy? Tôi buồn lắm chị, không mấy chị giúp tôi được chị. Đâu chuyện gì giúp cũng được, thử nói em nghe coi em giúp giùm cho. Chuyện gì vậy chị? Tôi nghĩ chuyện này dễ lắm, không mấy chị làm vợ tôi bữa được không? Không, không phải, không phải. Trời ơi anh Sơn anh ghen lắm, trời không có được đâu anh ơi. Không phải là như vậy. Tôi nói chị nghe này, cái số là gì? Số lần vậy nè, hôm nay ông già tôi lên con mắt vợ sắp cưới của tôi. Rồi tự nhiên bây giờ giận bỏ đi rồi, bây giờ không biết lấy ai cho ông coi nữa. Có nghĩa là mượn tôi để đóng kịch cho ông già. Đóng kịch cho ông già tôi bắt đỡ xong rồi tôi trả cho về thôi à. Cái đó thì dễ, nhưng mà anh hỏi anh Sơn chưa? Anh hỏi rồi phải không? Hả? Anh Sơn bằng lòng không? Tại vì anh Sơn tốt lắm, lúc nào anh cũng giúp đỡ bạn bè hết đấy. Lát hồi anh vô đây em nói cho anh nghe, anh bằng lòng rồi phải không? Phải bằng lòng không? Để em nói cho, để lát hồi đã. Vô đây. Ủa gì vậy Sơn, gì vậy? Vô vậy? Hả? Thằng cha taxi kìa. Sao vậy? Sao? Là trước à? Sao? Thực ra tôi hỏi bao nhiêu tiền? Trả nói là 6.000 yên. Nói tôi móc giấy 10.000 tôi đưa cho anh trả. Trả nói anh trả không có tiền thôi. Tôi nói không có tiền thôi anh làm gì anh làm chứ. Cái anh trả nói vậy thôi anh leo xe tôi chở anh đi đổi. Rồi sao? Tôi leo xe chở tôi đi vòng cho thả tôi về đây chứ nói đủ rồi. Sao đủ? Tôi cũng hỏi vậy, hỏi sao đủ? Trả nói nãy vợ đi 6.000, vợ đi 4.000, đủ 10.000. Thôi. Thôi, thật sự chớ thiệt. Chớ nghe, vô đây đi, ba người ta chắc mình vậy nè. Chớ nghe. Gì vậy? Mày hung gió hả? Hung gió, bọn tao á, hung gió. Chứ còn gì nữa? Trời ơi, muốn tôi hung thiệt cho mày coi nè. Hung quậy mày. Kể trả tao. Lâu lâu mới được dịp hôn lần chứ không? Bỏ tay xuống đi. Để tao mày. Để tao nhưng mà tao nói rồi nghe. Tao nói rồi tại sao mày còn không hôn là sao vậy? Không phải. Ý tôi muốn nói là cái vụ mà nãy mượn vợ nãy đó. Tao giúp giùm ảnh đi. Mày. Không được. Tao nói rồi không có được làm được. Chuyện gì cũng được. Chuyện mượn vợ là đừng có đụng tới. Sao vậy? Không được. Vợ con. Tôi ra giúp đi Sơn. Không có giúp. Giúp mình... giùm đi anh mà. Hai. Dạ hỏi bạn giờ. Hai đứa mình là hai người bạn với nhau. Hai bạn nhau. Cùng vượt biên qua tới Nhật rồi hai đứa mình học muối chia đôi. Đúng rồi. Đúng rồi hạt đường á. Mày ăn bên mày. Tao nhớ mà. Thôi bây giờ ra giúp tao. Tao nói không giúp là không giúp. Chuyện giúp gì cũng được. Giúp giùm đi. Không có giúp nha. Anh nói rồi nha. Chuyện gì là nói là một, hai là hai à. Tao thiệt mày vậy Sơn. Bây giờ trái nhà mới lời mặt chuột. Bây giờ mày không giúp tao không? Dạ. Được rồi. Tao giao căn nhà này cho mày ở. Trời ơi, nhà mướn tự nhiên giao tao ở à. Rồi, còn chiếc xe của tao á. Chiếc xe tồi vô tay của tao á, tao giao cho mày luôn á. Trời ơi, cái xe mày bỏ bãi rác tốn tiền á mày. Được rồi, tao đi. Đi đâu? Tao đi chứ, tao giao nhà cho mày luôn. Mày đâu? Tao đi tự tử. Anh Minh. Tao đi tự anh tử. Anh Minh. Gì bà? Anh làm gì vậy? Em không ngồi anh có người tệ bạc vậy á. Làm gì bạn bè người ta gặp nạn thì mình nhảy vô mình giúp, mượn đóng kịch con ngày chứ phải mượn cả đời đâu mà anh làm gì dữ vậy. Trời ơi, coi đó, bây giờ anh đi tự tử đó mình lên chết thôi, mình mang tiếng ác không? Bạn bè anh không giúp gì hết trơn à. Em thì em không ngờ anh vậy đó. Anh vậy là không giúp bạn có nghĩa là cũng không tốt. Bây giờ vậy á, tôi cũng thèm quen với anh đâu. Tôi đi về đó, ra thôi mày tôi đo nghe. Tự vô có nghe là trời ơi, tự chuyện người ta đổ đầu anh vậy. Đổ đầu anh nói nghe nè, cái chuyện này không phải là cái chuyện mà giúp đỡ nó, mà cái chuyện này là cái chuyện mà hai đứa mình phối hợp với nhau để gạt ông già nó. Đâu phải chỉ giúp đỡ bình thường đâu, em thấy không? Nhưng mà lỡ kèm vô ông đi tự tử rồi làm sao? Tự tử cái gì? À sai. À sai. Thành phố Tokyo, trời ơi, đi xe bus nó chật chội gần chết luôn á. Xe gì đâu mà người vô như là nem vậy đó.
Đã vậy rồi vô rồi đứng là thôi đi. Trời ơi, người nào nấy đeo như dượng à. Trời đất ơi. Mà đã vậy ra sáng đi làm còn thơm tho, đi dọc cái chuyến cuối cùng đó đi làm về. Trời ơi, nói mà còn ám ảnh nè. Trời ơi, gặp có con mẹ đâu mà đứng ngay trước mặt mình nha. Trời ơi, đậy còn dơ lên vậy nè. Mỗi lần mà thắng xe lỡ cái tự nhiên cái mặt mình đưa vô ngay bãi cái trời đất ơi. Không biết cái bà này chắc ba ăn wasabi dữ lắm nè. Trời ơi, đã vậy tránh cái bà này rồi quay lại gặp nguyên cái ông nội này, ông cũng á. Trời ơi, muốn chết luôn á. Ủa rồi nay lên tới đây không biết phải nhà đó không? Sao tự nhiên cái lúc này nó chơi sang mở đèn dữ vậy trời. Vô nhà không có ai chứ. Thôi vô chắc kiếm cái miếng gì sushi ăn đỡ. Đôi bất quá. Lịch sự. Hả? Ủa? Cha già bất lịch sự. Ủa? Ủa mày chửi ai à? Tự nhiên vô nhà không gõ cửa không hỏi ai chứ trời. Ách xì ướt nhà người ta chứ trời à. Mày cứ nói không có ai nhà. Không ai nhà bộ nãy giờ hai con khỉ ngồi đây hả? Mày nói tao mới để ý. Vợ mặt mày cũng y như con khỉ vậy á. Ê, ông nói tôi khỉ không? Cho mày như vậy. Tôi nói ông nghe nha, tôi đang bực mình nè nha. Bực mình kể cha mày chứ. Tức. Tự nhiên ông chửi cha tôi không? Mày đâu hả? Tôi nói thiệt ông nghe. Ông đừng có ý già rồi. Ông nói muốn nói gì nói nghe. Rồi sao mày? Ông ngon ông nhỏ lại cỡ bằng như tôi đi. Ông nhỏ bằng tôi đi rồi chơi với ông à. Trời ơi, nay đụng thứ dữ rồi. Xin lỗi mày à. Cách đây 30 năm nha. Cỡ mấy thằng như mày á mà vừa nói mấy câu vậy là kịch nằm một đống. Trời ơi. Ông kịch gì cái này ở không à. Cái này chắc rảnh à. Giỡn chơi à. Thằng này nó chưa biết. Thằng này nó chưa biết tôi ở đâu lên. Xin lỗi mày. Lâu quá rồi không có tập thể dục. Nay có mày lấy ra đồ nghề giỡn chơi. Giỡn chơi ha. Bác. Chơi mày luôn. Chơi hả? Thằng này sao nó không sợ ta? Không sợ phải không? Nè. Biết này gì không? Gì vậy? Đại bàng tung cánh. Biết này gì không? Gì vậy? Nửa đường bôn tàu. Là sao? Đánh lợi chạy hay sao? Chuyện thổi nữa. Vậy là muốn chơi với ông được rồi, chơi với ông nè. Trời này nóng sợ luôn. Thôi nữa. Ê, có đồng lõa không? Không, hai người ra thôi. Càng bít chệt vậy rồi sao tôi quên. Trời ơi, bắt lớn tuổi rồi. Lớn tuổi gì, lớn tuổi cũng vừa tự nhiên chửi ta. Vô nhà em hỏi hang ai chưa chửi ta. Trời ơi, tao nói thiệt mày, nay tao lên tao kiếm người chứ không thôi mày chết mày với tao rồi. Dạ hả? Dạ, bác kiếm ai bác? Đó, thấy không? Ăn nói lịch sự vậy phải không? Dạ. Ai ăn nói mất dạy như thằng đó vậy? Tôi nói tôi mất dạy nữa không? Tao nói mày á, giờ mày muốn sao? Giờ mày muốn quýnh không á? Mày muốn chơi không? Giờ mày muốn chơi đó á? Ai da? Khoan. Xì. Dạ. Cô khỏi can nữa. Dạ, sao? Mày chơi tao luôn đi. Can gì kỳ cục à? Mấy tao già càng gì sao quýnh đó? Mệt quá. Tự nhiên lên gặp này mất sức quá vậy trời. Bác, dạ vậy hôm nay bác tới đây để bác tìm ai vậy bác? Tìm con tôi. Con trời, bác. Cho già vô duyên tìm con không nói tên ai biết. Dạ vậy con bác tên gì vậy bác? Nó tên à? Ủa con tôi tên gì tôi quên rồi. Nghe mà nó khùng cũng giận à. Nhớ rồi dạ. Thằng Minh. Đi tìm anh Minh. Phải nhà nó không? Dạ đúng rồi, đây là nhà anh Minh rồi, bác bắt chồng. Trời ơi, vậy là lúc này nó cũng giàu có dữ ha. Thôi chết rồi vậy anh không ơi. Có uổng công mình đổi tiền đem cho nó. Trời thôi chết anh ơi, ba anh Minh. Ba Minh. Mặt Minh người ta vuông dứt, mặt chữ điền đẹp chết. Ai gì bằng cha này hả? Ủa mày tao như, sao? Giống cái bàn ủi à. Ê mày vừa phải tao nghe mày. Mặt tao vậy mày không giống bàn ủi hả? Mặt tao giống bàn ủi mày biết mặt mày giống gì không? Giống gì? Giống mấy con heo bị thiến á. Nói tao thiến không? Ở giờ mày muốn sao? Thôi. Bây giờ mày muốn sao? Nhớ rồi. Đúng rồi mà. Minh nói bữa nay là ba của nó lên đây nè. Chưa chết rồi. Nhiên lên là nó đâu rồi, để mấy thằng này.
ra xin lỗi. Nó làm mệt chết luôn. Anh lén hả mày? Dạ không có bác. Dạ. Hồi nãy giờ dạ con không biết bác là ba của anh Minh. Dạ giờ con biết bác ba của anh Minh rồi. Con qua con hỏi thăm sức khỏe bác. Dạ. Vậy là con quen biết với mày. Dạ bác khỏe hả bác hả? Thấy không, thấy không? Thấy không? Nói qua nó thử sức mình liền thấy không? Không, không có. Nhà anh Minh rồi bác, nhà anh Minh đó bác. Dạ đúng rồi. Nhà Minh đó. Minh đó. Dạ. Ủa mày ai trong này? Dạ con bạn Minh. Ủa Minh có mấy thằng bạn khùng dữ vậy sao trời? Dạ. Ủa rồi nó đâu rồi? Dạ. Dạ ảnh hả bác? Ờ. Dạ anh đi tự tử rồi bác. Ê. Bác khóc thôi, bác cười với anh. Trời ơi già cả rồi. Con thằng con độc nhất à. Nó chết rồi sức đâu kiếm là khác vô trời ơi. Trời ơi đem nhiều tiền lên là không có nó rồi. Giờ vậy thì cho ai xấu với ai cắn lưỡi chết cái cho đội. Ê để tự nhiên tao cắn lưỡi tao chết tự nhiên mày hùng gì mày. Tao chết sớm mà. Không có bác. Con sợ bác cắn lưỡi nó rớt rớt cái lưỡi ra. Con chụp lại con bỏ vô lại cho bác. Bác, cổ này cô nói bậy bác ơi. Anh Minh anh đi vô sở thú coi sư tử. Ai coi sư tử. Dạ coi sư tử, coi sư tử con hết. Trời ơi coi tử không chút xíu nữa tôi cắn lưỡi tôi chết rồi thấy dạ, không? Đúng dạ đúng rồi. Dạ. Vậy là đi vô sở thú coi sư tử. Dạ đúng rồi. Ủa rồi nó hẹn tôi lên đây coi mắt vợ nó mà nó đi coi sư tử rồi vợ nó đâu? Dạ dạ. Vợ Minh đó bác, vợ Minh đó bác. Ê ê ê. Vợ Minh đó bác, vợ Minh đó. Ê ê. Con nói vợ Minh mà, vợ. Thôi. Ê mày kỳ mày. Này vợ Minh hả? Dạ vợ Minh bác. Vợ Minh kệ vợ Minh mà làm gì cứ đẩy qua đẩy lại đẩy qua đẩy lại làm tao ôm được hai cái. Vợ Minh hả? Vợ Minh bác, vợ Minh qua đây thầy tránh ra mày. Vợ Minh đây ha. Dạ con bác. Trời đất ơi. Trời ơi. Trời ơi sao nó côn quá trời. Trời ơi đâu mà kiếm ra nhỏ nhực đã quá trời quá đất vậy nè. Nói con nghe. Dạ. Bác già cả rồi. Dạ. Cho nên là bác cũng ao ước có con vợ giống như con vậy. Hả? Đó. Không phải, có con dâu giống như con vậy. Dạ. Cho bác hỏi tâm chút. Dạ dạ. Con với nó quen lâu chưa? Dạ con với ảnh. Quen nhiêu lâu rồi cho bác biết. Đồng bác biết nó thiệt hay giả vậy đó mà. Ủa mày làm gì mày? Dạ con múa. Không tự nhiên tao đang nói chuyện đây múa là sao? Dạ. Múa đũa bác. Này nó còn chơi mày quá. Mày đi cho ngay cho đàn hỏi thăm chuyện gia đình cho chút xíu coi. Dạ. Cái gì vậy con? Dạ không có. Quen được nhiêu lâu rồi? Dạ con quen tự được. Tự nhiên nói đi trước lạ sao quen mà. Nhiêu lâu? Dạ con quen được mới có 2 tiếng à. Hả? Cái gì? Cái gì vậy mà sao nó nói là... À không có dạ 2 năm. Quen được 2 năm chứ 2 dạ đúng rồi bác, dạ đúng rồi bác. Dạ cái cô này là anh Minh quen nhau 2 năm rồi. Câu chuyện xảy ra 2 năm về trước. Hai người tình cờ quen nhau trên một chiếc xe lửa trong lúc đi làm về. Lúc đó bốn mắt nhìn nhau cào bóng họng. Cuộc tình cảm bắt đầu nảy nở. Ủa sao chuyện gia đình của ta mày rành quá hả? Dạ con thấy con rình. Này chắc hồ chắc đập nó quá. Mày đi ra sao mà ngồi sao? Dạ. Bác đừng nóng bác. Dạ bác đừng nóng dạ. Bởi vậy bác mới nghe 2 tiếng bác hết hồn nghe nó quen lâu lắm mà. Dạ. Vậy rồi giờ con làm nghề gì? Con làm, dạ thưa bác con làm. Ở trên này nhiều nghề nghiệp lắm bác không biết trên này ta làm gì. Dạ. Cho nên là... Kinh Phong giật mày hả mày? Vậy con nhảy bác. Tự nhiên sao hổi bên này mày cái xía vô hoài á. Dạ, con vui quá. Rồi đây mày. Dạ dạ. Ảnh hơi khùng khùng quá bác. Sao con làm nghề dạ. Gì con? Dạ. Làm nghề gì cứ tự nhiên nấu đi, nghề nào cũng là nghề mà. À con biết rồi, con biết rồi. Con cắt cỏ. À, bay đâu vậy? Ai thịt giặt mày. Á chị sao mà đạp chân tao? Dạ con quên bác ơi. Cô này cũng nói con tức quá, con gái gì làm nghề cắt cỏ. Cắt cỏ lâu rồi hồi xưa. Dạ, nhỏ. Quên dạ con may đồ dạ con may đồ dạ mấy dạ, may đúng rồi, bác. Thợ may hả đúng rồi bác cô này cái may đồ giỏi lắm hết rồi dạ khắp tiếng khắp ở cái quận Tokyo này á ai cũng biết cổ may đồ giỏi chân á bác không tin á bữa nào bác mua một khúc giải muslin đi cổ may cho bác một cái quần xà lõn mặc đẹp lắm. Mai Hương gặp này chừng 2 ngày chắc tôi vô bệnh viện tâm thần tôi ở quá. Bác mệt chứ.
Vậy dạ. Là chắc chắn vậy rồi ha con. Dạ dạ. Rồi rồi không tự nhiên sao Minh nó bỏ đi mình, nó bỏ con dạ, nhà bây dạ, giờ nó đâu rồi. Dạ ba. Ủa? Anh về kia. Minh. Ba. 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 Ủa rồi dạ. Thằng đó con nào hả mày? Dạ Sơn, bạn bạn con mà. Mày có bạn khùng vậy? Dạ không có, bị xe lửa đụng mấy lần à. Dạ, bạn con. Rồi rồi. Đấy, con đây là... Ở vợ, vợ, vợ mày. À, vợ. Vợ mày đó. Dạ, dạ, vợ con. Dạ, vợ, vợ. Dạ con. Ủa tao biết rồi mà, nãy giờ tao nói chuyện rồi mà. Dạ, vợ con. Sao vợ mày mà để thằng đó nó cứ đẩy qua đẩy lại hoài vậy? Nãy nó cũng đẩy tao mấy lần luôn á. Dạ, vợ. Vợ ha. Dạ. Con được ba. Ờ vậy là mừng rồi, kỳ dạ. Này mày có gạt tao. Dạ. Tao đem lên trên đây cho mày mấy triệu yên luôn á. Trời. Để làm đám cưới cho linh đình chút xíu. Tức gì hả bà? Ừ. Làm đám cưới nghe con. Dạ 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 dạ. Rồi. Dạ dạ. Rồi sau khi làm đám cưới xong rồi đó. Dạ. Rồi cái vậy tụi bác chiều nay về hả bác? À ba ở lại. Không, về chi mày à. Phải coi coi sao làm đám cưới rồi cho linh đình đi. Dạ. Xong đám cưới xong cái đợi nào vợ mình có bầu cái tao về luôn. Trời ơi. Bác ơi, bác ơi. Bác giết con đi bác ơi. Mày ra. Trời ơi, cái thằng này ở gần nó hồi chắc cũng bị điện giật chết quá. Trời ơi. Cái gì cây ấy. Trời ơi, có bầu rồi. Chắc tao chết cái thằng này quá. Từng từng chưa ba? Từng từng. Sao mày quen nó mệt quá vậy? Dạ, khổ lắm. Bây giờ về nè, vui quá, ba thấy vậy là ba vui rồi. Dạ. Ba kêu taxi nó chờ nãy giờ, để đồ đạc đổ quải tùm lum nó vô đây, con phải có mày nhà không mới đem dạ. Vô. Dạ, giờ dạ. Có mày rồi, tao yên tâm rồi, để tao lấy đồ vô, tối nay là làm bữa linh đình nha. Dạ, dạ, ba dạ. Ba vô liền. Đi ba. Bữa linh. Sao dễ thương lắm mà anh nói nghe nè ha. Kỳ này đám cưới hai đứa mình tổ chức thiệt lớn nha. Trời mời 400 người luôn nha anh. Anh cái đám đám cưới em mời vui dài 12 thước gì đó. Đúng rồi đó. Đám cưới đại thiệt lớn mời ban nhạc luôn. Em 24 bộ đồ nha anh. Rồi rồi, sơn đám cưới người ta mình chết đi nha. Đi. Trời ơi. Không bằng không vậy nữa nè. Ham lắm. Trời ơi đi. Nè, tôi nói anh biết nha. Gì? Không phải là tôi muốn gạt ông già anh đâu nha. Mà hồi nãy ông già anh vô đây nè, khóc lóc đòi tự tử đây nè. Chích tôi dạ. Thấy cái tình cảnh như vậy á, tôi mới đẩy đại con vợ tôi vô làm vợ anh á. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm nha. Nhưng mà tôi nói nghe nè, ông già anh ông tin mắt lắm. Hồi nãy có vụ mà tôi đẩy qua đẩy lại ông nghi rồi đó. Chết cha, ông nghi rồi hả? Bây giờ mà muốn như thiệt á, muốn như thiệt bây giờ hai đứa phải tập vợ giống như là vợ chồng thiệt vậy đó. Tập vợ hả? Ngồi đi, bây giờ tập tình cảm y như thiệt. Tập nha. Đó bây giờ 1, 2, 3 nè. Trời, chưa. Ôi ham ôm lắm mẹ này nè, ôm mười mấy năm chưa đã. Ôi, bữa nay con nhìn cho tôi mà con ôm hoài à. Nè, y thiệt nè. Đó, hai người nha, đừng có ôm mạnh nha, từ từ nha. Không cho ôm không, không cho ôm. Giống hai mà già ngồi chờ xe lửa điện không? Đỡ chọc mẹ kìa. Chứ mày đâu cho ôm đâu. Ôm qua nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Đó, nhẹ thôi. Đó, rồi bắt đầu nè, Minh mới nói với Đào, anh yêu em. Anh yêu em. Em nói với Minh là em muốn yêu anh nữa. Em cũng yêu anh nữa. Anh yêu em. Đúng rồi. Em cũng yêu anh nữa. Đúng. Mày làm ơn giải quyết. Em dế mén này nó đá dữ quá. Đầu tao mà leo gọt cơm nha. Em đừng ghen quá. Anh nói em nghe. Em giận đi á, mà ba xuống coi bắt em. Anh sợ quá cho nên anh mới mượn vợ anh Sơn đỡ đó. Ủa vậy là đó là bà Thủy vợ sắp cưới của anh Sơn. Bà Thủy hả? Em là Thủy. Trời ơi, vợ tôi muốn thấy ông nội tôi. Nè thôi chị ơi. Mà nó muốn kêu mạnh nè. Đâu chiếc nữa. Thôi tim ông này nó dồn ra. Mà dồn chiếc bắt luôn rồi. Hồi nhỏ học bóng rổ không? Tôi nhảy cao dữ vậy mẹ. Trời ơi cái tướng như con dế mén nha. Ai thôi nha, đừng chọc quê vợ sắp cưới tôi nha. Em xin lỗi chị. Em thôi được rồi, không sao, Em làm không sao. Bây giờ nói nghe nè. Bây giờ vậy rồi. Ba sắp trở lại rồi.
bây giờ em vô trong em tạm thời em núp đỡ đi. À, không. Xong rồi đúng rồi, hồi nãy bà, nãy bà ơi, nãy giới thiệu bà này rồi. À, tự nhiên lòi ra bà này không có được. Không. Không. Bây giờ em vô núp đỡ đi rồi từ từ em nói chuyện với ba sau nha. Đi 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 em, đi đi. Đi đi bà ơi. Giỡn nha. Giỡn thôi nha. Buộc lấy chồng đi lại đi. Thiệt là chết. À, đừng 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 đừng. Thôi tôi nói giỡn thôi nha. Ờ giỡn giỡn giỡn. Trời ơi. Em giòn bám thấy em hiền ghê. Trời ơi. Chiếu rồi. Thơm quá. Tôi khổ lắm chứ. Thôi ngồi lại, ngồi lại, ngồi lại. Ngồi lại, ngồi lại, ngồi lại. Làm lại nha. Đó, tay tròn tay nè. Rồi rồi rồi. Mắt nhìn mắt mỗi người một mắt. Không có. Bốn mắt nhìn nhau. Chào má hổng. Bốn mắt thì có một mắt má. Bạn nhớ, tôi nhớ rồi. Đó bắt đầu này, anh yêu em. Anh yêu em. Đúng rồi. Em cũng yêu anh. Đúng quá. Thấp giọng xuống, anh yêu em. Thấp giọng xuống chút nước. Anh yêu em. Ngon lành lại. Em cũng yêu anh nữa. Anh yêu em nhiều lắm. Quá là tình cảm. Ý như vợ chồng luôn. Cái gì? Sao lưng rồi. Cái gì? Sao lưng. Tao cho phép mà. Tao cho phép. Sao lưng. Thằng nào giỡn quay. Giỡn chơi quay. Sao lưng. Tao cho phép thằng nào dám. Thằng nào. Bất kỳ tựa. Trời ơi, nó gạt tôi nữa thấy không? Trời ơi, tôi vô sớm chút xíu bị nó gạt nữa rồi. Trời ơi, bao nhiêu tiền bạc mà cứ gạt tao về quầy rồi sao tao sống nổi với mày vậy? Trời ơi, tao cắn lưỡi tao chết cho vừa lòng mày. Ba, tình nghĩa cha con chạy gì đây chấm dứt con. Mày ở lại tao đi về. Ê, ba. Buông ra đây. Đừng về ba. Tao nói buông ra. Đừng về. Tao nói buông ra. Không được. Mày buông tuột quần tao vậy? Mày gạt tao hoài Minh. Trời ơi, bao nhiêu tiền bà cứ đưa lên về rồi mà cứ gạt ngoài là chừng nào. Ba, chuyện ngoài chuyện bất đắc dĩ ba ơi. Đắc dĩ là sao? Con có vợ sắp cưới thiệt. Nhưng mà tại vì hồi sáng thì vụ cá với lại bò, cá với bò cuối cùng giận mỏ đi rồi. Cũng vậy. Dạ, cho nên bây giờ không biết làm sao hết, con mới mượn vợ của anh Sơn cho ba coi mắc đỡ. Chị tao cũng nghi nghi rồi. Dạ, nhưng mà thật sự con có vợ thiệt, sắp cưới thiệt ba. Vậy vợ mày đâu? Dạ, anh Trọng kìa ba. Kêu ra đây coi. Dạ, ba đứng gạt đây. Tao hoài à. Không có lên này là chót không ba? Em ơi em. Bác đứng gần vô đi ba. Em ơi. Thầy gặp thằng đó hồi hộp quá. Hết thùng rồi. Gì nữa đây? À, qua chào đi. Qua chào đi. Qua chào anh. Hey. Rồi em. Gì nữa đây? Em muốn chết hả? Ba anh. Hả? Ba anh chứ chào anh gì em? Chào ba. Đó được không ba? Được không ba? Ờ, thằng này cũng khéo lựa. Ba đừng nhìn phía sau hoài. Nãy tưởng lấy nhỏ Nhật, ai ngờ lấy nhỏ đại Hàn. Này thiệt rồi phải không? Thiệt mà. Trời ơi, vậy là nó có gạt tôi rồi. Giờ tưởng mày cứ gạt quá. Thôi bây giờ coi vụ con là chắc chắn vậy rồi phải không? Yeah. Đứng qua bên, đứng qua bên. Hai đứa tụi mày đứng qua bên. Yeah. Để tao giải quyết cái thằng kia. Chịu xong rồi ba. Không có mày rồi tao không có sợ nữa mày. Mày đi vô chậm lấy cho tao con dao. Thôi ba. Lấy cho tao con dao. Bạn bè con rồi ba. Tao xử, để nay tao xử mà. Bạn bè con rồi ba. Mày vô lấy cho tao con dao. Chứ gì ba? Cắt sushi đãi bạn tốt của mày.